Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay mình có mấy cặp bánh khu chợ một chứ quen tha nhỏ nha anh em. Chứ bộ heo dầu nha. Anh em nào mua món nào thì cứ việc alo nha anh em. Cặp mấy cầm đùm liền hàng tháo xe cũ nha anh em. Đồ toàn bộ là đồ zin hết nha. Rồi trước tiên quay cho anh em cặp bánh quen tha nhỏ nha. Liền 1.2, 1.4 nha anh em. Nó có má đồ đầy đủ, toàn bộ là đồ zin hết nha anh em. Má zin, đùm zin luôn nha, đùm toàn bộ là đồ zin hết. Về máy này về anh em tự chùi rửa vệ sinh lên xài thôi nha anh em. Câm thì câm zin của nó luôn nha, câm zin, câm chì nha anh em. Máy này là câm chì không nè, đó còn câm chì không. Nền là không một lủng nha anh em. Nền của nó là không một lủng nha, đó không một lủng. Bánh sau nha anh em, bánh sau là 1.4 chúng ta đùm nó đây nha anh em, đùm nó cũng còn khá sáng nha. Nếu nào mua về gắn chở đồ này kia là rất là ok nha anh em. Còn bỏ là đồ zin hết, cầm đùm liền zin hết, liền là không mục nha, không mục không mọt gì hết. Bánh sau 1.4, bánh trước còn 1.6, có má đồ đầy đủ luôn nha anh em. Vỏ là đi vỏ 80, 90, 17, vỏ còn khá đẹp, vỏ còn rất dày nha anh em. Rồi một cái bánh sau của quen pha nhỏ xài chung với súp be đồ ghim quay đồ xài chung được hết nha anh em. Đó là quen pha nhỏ, quen pha nhỏ que a đồ là xài chung luôn nha anh em. Que a 100 là xài chung luôn nha, tại vì nó xài 1.2. rồi cái trước là có má luôn nha anh em, nó có má là chủ, mấy má này zin hết nha anh em, có bát đồ đầy đủ hết luôn, có má có bát, đùm thì cũng còn đẹp nha anh em, còn khá đẹp. Câm thì câm chì, câm zin theo xe nó nha anh em, câm chì. Bánh trước là 1.2 nha anh em, 1.2. Niền thì ba anh em là không mục mọt gì nha, không bị lủng nha. Đây, không một không lủng, toàn bộ là câm đùm liền zin hết nha. Nè đùm trong là zin luôn nha anh em, toàn bộ zin hết đó, nguyên bộ. Cái máy này về anh em tự vệ sinh lại nha, mình cũng chưa có vệ sinh gì nha. Anh em về cứ chùi rửa rồi vệ sinh lại xài thôi. Vỏ rồi nó có sẵn luôn, vỏ cũng còn dày nha anh em, vỏ ruột đồ còn dày, đùm nè, đùm trong anh em về vệ sinh lại là đẹp lại liền. Rồi nguyên cặp bánh này trọn bộ này mình bán cho anh em có giá là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu nha anh em. Câm đùm liền 1.2, 1.4 bán cho anh em có giá là 1.3 triệu. Tiền ship bên anh em tự trả nha, tiền ship thì nó cũng không bao nhiêu nha anh em, có vài chục ngàn thôi nha. Đó, mình bán cho anh em có giá là bộ này nguyên bộ y như hình của mình là bán cho anh em có giá là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu. Rồi cầm đùm liền 1.2, 1.4, 1.3. rồi tới bộ phu chợ một nha anh em, cầm đùm liền phu chợ một. Đây bánh trước nha anh em, đĩa 5 lỗ phu chợ một, đĩa này cũng còn dày nha anh em, về anh em vệ sinh lên xài thôi nè. Tại đồ cũ thì mình về mình muốn đẹp thì mình phải chùi rửa vệ sinh lại nha. Ốc toàn bộ là zin hết nha, cái này đúng đồ phu chợ một luôn nha anh em, toàn bộ là zin hết. Bánh trước là 1.4 nha anh em, 1.4. đùm ở trong thì còn khá đẹp nha anh em, nè anh em dọn trong nè còn khá đẹp. Câm thì câm chì luôn nha anh em, câm zin luôn nha, câm chì câm zin luôn. Nền thì nó bị lỗi như lỗi nè nha anh em, cái nào lỗi thì mình nói lỗi nha. Cái này bị lỗi lỗ đầu câm nè, đó ngay chỗ đầu dòi nó bị lỗ nha, bị lỗi nha. Vậy anh em xử lý xài rồi xài lại nha, hoặc là để về mình xài luôn cũng được, không gì bình thường đó. Vỏ ruột thì cũng còn đầy đủ, không bị còn cắt dày nha. Bởi vì cái này thì để hoàn bán cho anh em giá rẻ cho anh em về xài nha, nó có lỗi là mình bán rẻ. Rồi bánh sau
Phía sau thì có cũng bật đèn cũng chỉ đầy đủ, má zin luôn nha anh em, má zin. Phía sau là 1.6, phía sau là 1.6 nha anh em. Đùm thì nó cũng có hơi bị đi đắt đỏ gì nha anh em, nó bị ngã màu nha, nó hơi ngã màu vàng nhẹ nè đó. Rồi dĩa này thì bật đèn cũng chỉ đầy đủ. Ba anh em là toàn bộ là đồ zin hết nha, tâm đùm liền má rồi đồ zin hết toàn bộ. Anh em nào mua thì cứ việc alo mình nha. Đây cái niềng sau đó cũng bị lỗi nhỏ vậy nữa nha anh em đó, nó bị lỗi lỗ thì nó bị lỗi thì bán rẻ cho anh em, giờ anh em xài chở đồ này kia cũng được. Nói chung là nó còn chất lượng lắm nha anh em, tại nó bị lỗi ngay cái đầu dòi này thôi nha, bởi vì mới bán rẻ cho anh em nha. Loại cặp câm đùm liền khu chờ một này mình bán cho anh em với giá là 800.000 nha, có vỏ ruột đồ đầy đủ luôn, đĩa má đồ đầy đủ, bật đạn đồ luôn nha anh em, tại vì nó bị lỗi hai cái đầu dòi, mình bán cho anh em với giá là 800.000. giờ anh em nào kỹ thì xử lý lại xài, không ấy để về xài luôn vẫn được bình thường nha anh em. 800.000 cặp khu chờ một, đúng khu chờ 1 nha anh em. Rồi 800.000 cặp bánh khu chờ 1, tiền ship anh em tự trả nha. Rồi tới bộ heo nha anh em, bộ heo tháng trước của QS110 rồi nha anh em đó, mẫu QS110 hàng đẹp nha anh em, quá đẹp. Hàng còn khá đẹp nha anh em. Máy này thì còn hoạt động bình thường nha, không bị hư, không bị xì dầu gì hết nha anh em, còn đang hoạt động bình thường. Dây cũng còn đẹp luôn nha, heo cũng còn khá đẹp, không bị gì hết. Bê tông thì không bị xét gỉ gì hết nha anh em. Giờ anh em vệ sinh chùi rửa rồi lại là mình gáp lên thôi, mình lên đĩa thôi. Anh em có giá là 700.000 nha, là heo dầu trên, heo dầu dưới cộng dây là chỉ 700.000 thôi nha anh em đó. Anh em nào mua muốn lên đĩa thì bán cho anh em có giá là 700.000 nha, heo dầu trên, heo dầu dưới 700. Rồi anh em nào muốn mua phuộc thì lên đĩa đúng bộ nó luôn, thì mình có cái cấp phuộc zin của nó là nha anh em, đắt 2016, giờ anh em sơn lại nha, nó cũng hơi bị nổ rồi, nhưng mà toàn bộ là đầu zin của QS110 nha. Zin QS110. Rồi cặp cuộc này em bán cho anh em có giá là 450.000 nha. Cuộc zin QS110, ti zin đồ hết nha anh em, ti vọng đồ còn zin hết nha. Ba anh em là không xì gì hết trơn nha, anh em nào lên đĩa thì mua cái này về rất rẻ nha. QS110 nguyên bộ này nha anh em. Rồi 450.000 cái cuộc. Cái bộ này là 700. Đó. 450.000, 700. Rồi anh em nào muốn lên cái chấn ba nữa thì mình có chấn ba luôn nha anh em. Chấn ba này thì mình xài chung với QA, rồi xài chung QS110 QA, rồi xài chung được luôn nha anh em. Chấn ba zin. Rồi cái chấn ba này thì mình bán cho anh em với giá là 250.000 nha, chấn ba zin nha. Quá rẻ nha anh em. Chấn ba zin QS110 bao anh em là chưa ép, không cong không vẩn. Này xài chung với QA đồ được luôn nha anh em. QA110 đồ á là nó xài chung luôn, bán cho anh em với giá là 250.000. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em, nào nào mua món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần mô tả đó nha anh em, hoặc là trên video clip. Rồi bên mình là ship code toàn quốc nha anh em, hàng sau thì mình báo cho anh em đi vậy nha. Anh em coi trên clip thì coi kỹ rồi alo mình nha. Rồi cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ mình nha.